Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tắt ứng dụng chạy ngầm trên Windows 11 Nếu như máy tính của bạn có rất nhiều phần mềm chạy ngầm Thì lúc đó nó sẽ khiến máy tính của bạn chạy chậm hơn Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách tắt ứng dụng chạy ngầm trên Windows 11 Thì chúng ta sẽ làm như sau Đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nút Start này Đó bây giờ tôi sẽ bấm phải chuột vào nút Start Tiếp theo tôi sẽ chọn dòng là Setting này. Rồi tiếp theo ở đây tôi sẽ chọn vào mục là app rồi đối với Win 11 ở phiên bản cũ á thì các bạn chúng ta sẽ chọn vào app and future còn đối với Win 11 ở phiên bản mới á thì chúng ta sẽ chọn vào insta app này chọn vào đây chính là các ứng dụng đang chạy ngầm trên Windows 11 nếu như các bạn thấy ứng dụng nào á nó không cần thiết thì chúng ta sẽ tắt đi rồi giờ sử như đây tôi thấy là cái ứng dụng này á không cần thiết thì tôi sẽ tắt đi bấm vào ba dấu chấm này chọn vào open option sau đó đây các bạn chúng ta sẽ để ở dòng là let's zip app chọn vào never thì nó sẽ không được chạy ngầm nữa còn nếu muốn bật lại á các bạn chọn vào quên nha rồi tương tự đây các bạn chúng ta sẽ tìm tới phần mềm và chạy ngầm. Đó giờ xử như đây tôi thấy nè. Cái phần mềm này tôi không cần thiết thì tôi sẽ tắt đi. Đó như là Microsoft Teams này. Bấm vào ba chấm chọn vào Advanced option. Chọn vào Never này. Đó, quay lại. Tiếp theo tôi sẽ tìm tới Cái app nào mà tôi không sử dụng, tôi tắt đi. Các bạn chúng ta lần lượt tìm ở đây nha. Đó, thời tiết. Tôi không muốn nó chạy ngầm nữa thì tôi sẽ tắt đi. Chọn vào ba dấu chấm, chọn vào Advanced option. Ở mục là Let's zip app, chọn vào never. Đó, các bạn chúng ta cứ tìm ở đây nha. Nếu mà các bạn chúng ta muốn tắt phần mềm nào thì chúng ta sẽ chọn vào ba dấu chấm ở đây để chúng ta tắt. Đây là cách đầu tiên. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua cách thứ hai. Cách thứ hai á, các bạn chúng ta sẽ chọn vào startup này. Đó. nếu như các bạn chúng ta không muốn là phần mềm nào chạy ngầm thì chúng ta sẽ tắt ập đi. thì bình thường á nó đang được bật on lên này. Đó, bây giờ tôi muốn tắt đi thì tôi sẽ chọn vào ập rồi còn một cách nữa các bạn chúng ta sẽ mở tắt manager lên. bằng cách là các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào nút start chọn vào tắt manager. sau đó các bạn chúng ta sẽ chọn vào cái mục là xóa up app này đó chính là các phần mềm nó sẽ khởi động cùng Windows nếu như các bạn chúng ta không muốn là các phần mềm nào nó khởi động cùng Windows á thì chúng ta sẽ tắt đi ví dụ như đây tôi không muốn là One Drive này nó khởi động cùng Windows thì tôi sẽ tắt đi bình thường á nó sẽ được bật lên này enable bây giờ tôi tắt đi bấm phải chuột vào nó chọn vào disable đó nó sẽ tắt đi khi tôi khởi động máy tính á thì cái app này nó sẽ không được khởi động cùng máy tính nữa rồi tương tự đây các bạn chúng ta thấy cái app nào mà các bạn không muốn á thì các bạn chúng ta tắt đi bấm phải chuột vào nó này chọn vào disable nha giờ đây đã disable rồi rồi tương tự như là google Ads. đây tôi không muốn khởi động google thì tôi sẽ bấm phải chuột vào nó chọn vào disable đó. Đó, nhớ nha các bạn không muốn là phần mềm nào khởi động google thì chúng ta sẽ disable nó đi bằng cách là bấm phải chuột vào nó đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách tắt ứng dụng chạy ngầm trên Windows 11 Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn theo dõi